Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Khoa học quân sự. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine tính đến nay đã là gần nửa năm diễn biến. Nửa năm qua, Mỹ và phương Tây đã chi viện cho Ukraine khối lượng trang bị vũ khí khổng lồ, ước tính cao hơn gấp đôi toàn bộ ngân sách quân sự của Ukraine trong năm 2021. Con số này thậm chí chưa có dấu hiệu dừng lại khi các nguồn tin quốc tế cho biết gói viện trợ an ninh tiếp theo của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho Ukraine dự kiến trị giá lên tới 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm đạn dược cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, đạn dược cho hệ thống tên lửa đất đối không NASAM và 50 xe vận tải y tế bọc thép M113. Đây cũng là gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay của Washington dành cho Kiev. Những tưởng rằng với khối lượng vũ khí khổng lồ mà Mỹ và phương Tây chi viện, Ukraine sẽ tự tin đối đầu với Nga một cách quyết liệt. Thế nhưng mới đây, một loạt báo đài phương Tây lại rầm rộ thông tin rằng 70% số vũ khí mà Mỹ và phương Tây gửi đến Ukraine thực chất không đến được quân đội của nước này. Vậy thì thực hư thông tin này là như thế nào? Và nếu như đây là sự thật, thì tại sao số vũ khí mà Mỹ cùng với đồng minh chuyển cho Ukraine lại không thể đến đích đầy đủ 100%? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Ngay từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Mỹ và các đồng minh đã gửi rất nhiều loại vũ khí hạng nặng như là hệ thống rocket phóng loạt và lựu pháo cho Ukraine để quân đội nước này đối phó với quân đội Nga. Trong đó, hệ thống rocket phóng loạt bao gồm hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS của Mỹ và M270 của Anh được cho là vũ khí có thể giúp Ukraine thay đổi cuộc chơi. Quân đội Ukraine đến nay đã nhận được 12 hệ thống HIMARS và một vài hệ thống M270. Họ đã sử dụng chúng để tấn công các kho đạn và nhiên liệu của Nga ở miền đông Ukraine. Quân đội Kiev cũng đã nhận được hơn 200 hệ thống pháo hạng nặng từ Mỹ và các đồng minh NATO, bao gồm M777 của Mỹ, Caesar của Pháp, PZH-2000 của Đức, hơn 300 xe tăng T-72 từ Ba Lan và Cộng hòa Séc. Song, việc giao xe tăng Leopard mà Đức hứa hẹn từ lâu đang bị trì hoãn, gây ra phản ứng giận dữ trên truyền thông và mạng xã hội Ukraine. Ngoài ra, thì Ukraine cũng đã nhận được hàng trăm xe bọc thép chở quân từ Mỹ và các đồng minh NATO. Phương Tây cũng đã cung cấp cho Kiev số lượng lớn vũ khí chống tăng di động, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp binh sĩ Ukraine tiêu diệt các đoàn xe bọc thép của Nga. Mới đây, Anh cho biết sẽ gửi thêm hơn 1.600 thiết bị chống tăng cho Ukraine. Về máy bay không người lái, Mỹ và các nước đã gửi hàng trăm thiết bị, bao gồm một số lượng không rõ UAV sát thủ Switchblade 600 có thể mang đầu đạn xuyên thủng xe tăng và sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi mục tiêu. Bên cạnh đó, phương Tây cũng đã chi viện cho Kiev hơn 2.000 hệ thống tên lửa phòng không di động, bao gồm tên lửa Stinger. Dù vậy, Mỹ và đồng minh vẫn chưa đồng ý gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, sợ rằng việc này sẽ dẫn đến sự leo thang của Nga. Nhà Trắng ngày 22 tháng 7 cho hay Mỹ đang cân nhắc khả năng cung cấp chiến đấu cơ, thế nhưng đây không phải là việc sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Như vậy, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, Mỹ và các đồng minh đã gửi viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tính đến ngày 1 tháng 7, chỉ riêng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cam kết viện trợ gần 7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện nay, khắp các kênh thông tin truyền thông quốc tế xuất hiện một số nguồn tin sốc cho rằng chỉ có khoảng 30% số vũ khí mà phương Tây gửi tới thực sự đến được với tiền tuyến Ukraine. 70% còn lại hoàn toàn không tới tay được quân đội Kiev để chống lại đối phương. Đài RT của Nga ngày 7 tháng 8 đã dẫn một báo cáo gần đây của đài CBS của Mỹ cho rằng trong khi Mỹ và các đồng minh cam kết hỗ trợ quân sự ở mức độ chưa từng có đối với Ukraine, thì chỉ có khoảng 30% số vũ khí mà phương Tây gửi tới thực sự đến được với tiền tuyến. Theo RT, Mỹ đã phê duyệt hơn 54 tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine kể từ tháng 2, trong khi Anh cam kết viện trợ quân sự gần 3 tỷ đô la Mỹ và EU đã chi 2,5 tỷ đô la Mỹ mua vũ khí cho Kiev. Toàn bộ thiết bị từ súng trường và lựu đạn cho đến tên lửa chống tăng và nhiều hệ thống tên lửa đã rời phương Tây để tới Ukraine và hầu hết chuyển vào nước này qua ngã Ba Lan. Tuy nhiên, điều này hiếm khi diễn ra suôn sẻ và chỉ có 30% trong số đó là đến được với tiền tuyến. Câu hỏi đặt ra là nếu như không tới được tay của quân đội Ukraine thì 70% số vũ khí đó được mang đi đâu và tại sao chúng lại bị thất thoát một khối lượng lớn đến như vậy? Giới chức quốc tế cảnh báo,
vũ khí do phương Tây gửi cho Ukraine có nguy cơ rơi vào tay của tội phạm. Phát biểu tại một sự kiện ở Paris, Pháp ngày 1 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol Jürgen Stock cho hay, những vũ khí mà Washington và các đồng minh châu Âu gửi đến Kiev có khả năng sẽ rơi vào thị trường chợ đen bởi vì nhiều nhóm tội phạm hiện đang để mắt đến chúng. Ông Stock cảnh báo về một làn sóng mà trong đó cả vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nặng sẽ tràn ngập trên thị trường chợ đen quốc tế ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc. Một khi dừng tiếng súng, vũ khí trái phép sẽ tràn ngập. Chúng tôi đã rút ra điều này từ nhiều cuộc xung đột khác. Hiện tại, các băng nhóm tội phạm đang tập trung vào số vũ khí này. Các nhóm tội phạm sẽ cố gắng tận dụng tình hình hỗn loạn để sở hữu những vũ khí mà quân đội sử dụng, bao gồm cả vũ khí hạng nặng. Đồng quan điểm, các quan chức Nga cũng cho rằng có nguy cơ các loại vũ khí nhỏ, nhẹ từ chiến trường sẽ được đưa đến những nơi khác trên khắp thế giới, đặc biệt là tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Vakvai Manpass và vũ khí chống tăng. Có thông tin cho rằng, những vũ khí này đã được bán trên thị trường chợ đen và đang được đưa đến Trung Đông, tới Idlib của Syria. Cuối cùng thì các vũ khí này có thể được sử dụng cho mục đích khủng bố. Ấy vậy mà các chuyến giao hàng vẫn tiếp tục được tiến hành. Một quan điểm khác được đưa ra để giải thích cho tình trạng thất thoát vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine, theo các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, đó là bởi vì Ukraine không biết sử dụng hay là bị hạn chế về hậu cần và quy mô lực lượng vũ trang ngày càng giảm. Giới lãnh đạo Ukraine thường xuyên kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí, trang thiết bị hiện đại cho Kiev. Đó có thể là tên lửa chống tăng dẫn đường, pháo lựu, hệ thống phóng rocket có định vị vệ tinh. Tuy nhiên, những hệ thống này cần phải có huấn luyện và bảo dưỡng đi kèm. Binh sĩ Ukraine cần phải thành thục cách sử dụng, thế nhưng đó lại là thứ mà quân đội Kiev đang thiếu thốn nhất. Những người lính Ukraine bất lực kể lại rằng họ đã phải học cách sử dụng thông qua hướng dẫn bằng tiếng Anh, rồi sử dụng công cụ dịch trên Google để có thể hiểu thông tin, thế nhưng mà cũng không rành hết. Thậm chí, có nhiều loại vũ khí không thể học bằng mô phỏng màn hình như tên lửa đất đối không, pháo và một số thiết bị, và họ rất cần một khóa học chính thức thì mới có thể sử dụng được. Hơn nữa, khả năng sử dụng vũ khí tiếp viện của Ukraine bị hạn chế bởi thực trạng thiếu đào tạo, công tác hậu cần và quy mô ngày càng thu hẹp của quân đội Ukraine. Do đó, quan chức Mỹ cho rằng rất có thể xảy ra trường hợp Ukraine bán những thứ không cần thiết hoặc là không thể sử dụng để thu lợi nhuận. Thực tế, một số quan chức tại phương Tây đã gióng hồi chuông cảnh báo từ lâu. Khoảng tháng 4 năm nay, hãng tin CNN đã dẫn nguồn tin tình báo cho biết Washington hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với vũ khí viện trợ cho Ukraine và cho rằng khi vũ khí được chuyển vào Ukraine thì như rơi vào hố đen. Còn theo phóng sự điều tra do hãng tin RT thực hiện hồi tháng 6, trên các thị trường trực tuyến đã xuất hiện nhiều vũ khí tinh vi của phương Tây như hệ thống chống tăng Javelin, máy bay sát thủ Switchblade đang được giao bán bằng đồng đô la Mỹ. Đáp trả làn sóng thông tin này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Yuri Sak cho biết Kiev đang nỗ lực xoa dịu lo lắng của phương Tây, khẳng định vũ khí đều được chính phủ Ukraine và các đối tác quốc tế giám sát chặt chẽ, hoàn toàn không có chuyện vũ khí phương Tây viện trợ cho nước này bị thất lạc tới 70%. Các quan chức Ukraine đưa ra một loạt những lập luận, bằng chứng để đáp trả nguồn tin bất lợi này. Thứ nhất là do các chiến tuyến liên tục thay đổi ở Ukraine với các lực lượng chủ yếu là quân tình nguyện và bán quân sự, cho nên việc vận chuyển viện trợ quân sự gặp khó khăn với những người đang nỗ lực điều hướng các tuyến hậu cần nguy hiểm đến đích. Từ đó mới làm nảy sinh lo ngại về việc vũ khí rơi vào thị trường chợ đen của Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định rằng họ giám sát từng vũ khí đi qua biên giới của mình. Họ đã thành lập hẳn một ủy ban đặc biệt tạm thời để theo dõi luồng vũ khí bên trong của nước này. Chính phủ Ukraine cũng lưu ý rằng, tùy viên quốc phòng Mỹ, chuẩn tướng Garrick M. Hammond đã đến Kiev vào tháng 8 năm 2022 để giám sát và kiểm soát vũ khí. Phía Ukraine còn cho rằng, Nga đang tìm cách làm mất uy tín của Ukraine trong mắt các xã hội phương Tây với những cáo buộc về vũ khí chợ đen. Đồng thời, cáo buộc một số hãng truyền thông tích cực lan truyền thông tin này thực chất là đang thực hiện theo mệnh lệnh của Moscow. Cho tới nay, chưa có kết luận nào được đưa ra về chuyện có hay không việc Mỹ bị thất thoát tới 70% lượng vũ khí chuyển cho Ukraine. Thế nhưng, với những bài học thực tế đã có trong quá khứ, những cảnh báo về hiểm họa vũ khí chợ đen và vấn nạn buôn lậu vũ khí từ cuộc chiến này là hoàn toàn có cơ sở. Vậy còn các bạn khán giả,
Quan điểm của các bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận phía cuối video nhé. Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo cho kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi về các loại vũ khí tối tân uy lực trên thế giới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.